Nè, anh đi theo em. Anh quýnh biểu diễn hay là anh muốn lên cơ? Hay bằng. Ồ, mà lý do là sao là anh lại đánh, là anh lại lựa cái đường này anh đánh? Lý do là sao mà anh lại lựa đường nhồi này anh đánh anh giết em ơi? À, bây giờ nè, hành vi này anh đánh như vậy mà trong khi anh đang theo theo em để học hỏi về kiến thức về bia, anh muốn ghi nhiều điểm hay là anh muốn đi biểu diễn? Cái biểu diễn thì em sẽ không có nghiêng phần gì đó, em nghiêng vào thực chiến. Thực chiến thì mình gây điểm nhiều là hiệu quả hiệu suất mình cao, thì anh phải lựa đường khác. Cái đường này là lỗi xảy ra rất là nhiều, đúng không? Bây giờ anh cứ dùng cú đánh này đi, anh chạm này muốn 5 bằng về đi, phải là xác suất trúng anh rất là cao không? Điểm trúng anh nó bự thì nó sẽ gây là hiệu suất anh rất là cao hơn so với hình bi anh mới vừa đánh lúc nãy. Rồi anh đánh đi, anh cứ chạm này. Đúng rồi, cứ chạm đi. Rồi đúng rồi, vậy ạ. Thì phải là nè, xác suất trúng rất là cao, phạm vi này chỗ nào cũng phải trúng được cái bi này, đúng không? Còn hồi nãy là anh nhồi thì nó sẽ ra lỗi nhiều và nó lượn lượn tùm lum, đó là nghiêng về phần biểu diễn. Còn một khi đã xác định theo em, theo con đường chuyên nghiệp là hạn chế đánh những cái đường đó ra, ngoài ra là bí lắm mới đánh.